Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại dịch viêm phổi Vũ Hán và món quà của quỷ dữ. Sau chiến dịch quảng cáo rầm rộ của truyền thông Nga về việc viện trợ quân sự của Nga giúp Ý trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, tới lượt giới chức ngoại giao Nga lao vào cuộc khẩu chiến bảo vệ tình đoàn kết của Nga với Ý. Mới đây, Đại sứ quán Nga tại London đã chỉ trích đài phát thanh BBC trong việc nghi ngờ ý định của Nga với việc hỗ trợ Hoa Kỳ và Ý trong đại dịch viêm phổi. Đây là hình ảnh Tòa đại sứ Nga tại London, Anh Quốc. Đại sứ quán Nga đã phản ứng với một bài đăng trên BBC vào hôm 3 tháng 4 với tựa đề Tình yêu từ Nga thực sự là gì? Bài báo được đặt cho là đã lật tẩy các thông tin về truyền thông Nga khi những tường thuật này đã phóng đại sự biết ơn của Ý đối với sự giúp đỡ từ Nga. Đại sứ quán Nga phải thừa nhận rằng truyền thông Nga tường thuật việc cờ Nga tung bay và quốc ca Nga được hát khắp nước Ý là đưa tin sai. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga nhấn mạnh việc viện trợ hoàn toàn miễn phí và được thực hiện theo đề nghị từ Thủ tướng Ý Conte. Tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ như sau. Đó chỉ là chỉ dấu sự đoàn kết của chúng tôi với người Ý không liên quan tới bất kỳ nghị trình chính trị nào. Bài tường thuật của BBC cũng đã trích nguồn từ một bài báo đăng trên tờ báo Ý La Stampa. Theo đó, dẫn lời các quan chức chính phủ giấu tên tại Roma, Ý, nói rằng 80% trang thiết bị trong số các nguồn cung cấp của Nga hoàn toàn vô dụng hoặc ít hữu dụng cho Ý. Nói tóm lại, nó cũng chẳng nhiều hơn một cái cớ. Tờ báo La Stampa được thành lập vào năm 1867, là một trong những tờ báo uy tín và lâu đời nhất tại Italia, đã đặt dấu hỏi về sự giúp đỡ của Moscow trong một bài báo của nhà báo Jacob, làm chấn động các bên liên quan. Đây là hình ảnh của trụ sở tòa soạn tờ báo La Stampa, một trong những tờ báo uy tín và lâu đời nhất tại Italia. Trong bài báo đăng tải vào hôm thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020, trên tờ La Stampa, ông Jacob dẫn lời nguồn tin cấp cao ẩn danh nói rằng 80% hàng hóa viện trợ của Nga gồm các vật tư đặc biệt, hệ thống khử trùng và phòng xét nghiệm không hữu dụng cho cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Italia. Ngoài ra, Lacoboni cũng đưa ra đánh giá đối với kinh nghiệm của các quân nhân cấp cao Nga được cử tới Ý để hỗ trợ công cuộc đẩy lùi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Bài báo lưu ý rằng hỗ trợ cho Italy không phải đến từ Bộ Y tế Nga mà đến từ Bộ Quốc phòng. Trong nhóm có nhiều chuyên gia của quân đội về sinh học, hóa học và hạt nhân cao cấp, chứ không phải các quân nhân viên y tế bình thường mà Ý trông đợi có thể ra tuyến đầu và góp sức với các nhân viên y tế Ý đối phó với khủng hoảng đang diễn ra tại đây. Ngoài ra, các chuyên gia Nga đến Ý để hỗ trợ đều nằm trong hàng ngũ tướng lĩnh, đại tá, thiếu tá. Trong quá khứ, họ từng tham gia vào các hoạt động quân sự của Nga, trong đó có chiến tranh vi khuẩn và một phần hoạt động tình báo Nga ở nước ngoài, tờ báo viết như vậy. Các chuyên gia Nga này đã từng tham gia vào công tác ứng phó các đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi, bệnh than, Ebola. Do đó, Nga mang đến Ý chủ yếu là thiết bị khử trùng, phòng thí nghiệm, hiện trường để khử trùng và phòng chống vi khuẩn hóa học, cùng những thứ tương tự như vậy. Ngoài ra, tờ báo này cũng lo ngại hoạt động viện trợ của Nga có thể ảnh hưởng tới an ninh vì có nhiều quân nhân Nga được điều động tới nước này bất thường. Đây là hình ảnh một đơn vị quân y Nga chuyên đối phó với dịch chuẩn bị lên máy bay đến Roma, Italia vào ngày 22 tháng 3 năm 2020. Ông Lamborghini đã nhận định như sau. Thỏa thuận hỗ trợ chống viêm phổi Vũ Hán giữa Thủ tướng Ý Conte và Tổng thống Nga Putin có thể đơn thuần là hành động vì mục đích địa chính trị. Thủ tướng Ý đồng ý nhận hỗ trợ nhằm củng cố mối quan hệ cá nhân và chính trị với Moscow, trong khi lãnh đạo Nga thông qua thỏa thuận như một cơ hội để thể hiện vai trò của mình trong tình hình dịch bệnh bùng phát nhanh chóng tại Italia. Nhà báo nhận định sự hỗ trợ của Nga dành cho Italia trong cuộc chiến chống cúm Vũ Hán là một thủ đoạn chính trị và ngoại giao của Tổng thống Vladimir Putin. Viện trợ đi kèm với một số điều khoản mà Moscow sử dụng nó như một cái cớ để mở rộng ảnh hưởng tại quốc gia Nam Âu này. Tờ báo Italy cũng nhấn mạnh như sau. Tất cả các hàng hóa của Nga được chuyển đến nước này đều miễn phí.
Tuy nhiên, sự hào phóng này phải trả bằng một mức giá khá cao, tức là quân nhân Nga được tự do đi lại trên lãnh thổ Italy và cách căn cứ của NATO chỉ vài bước chân. Các sĩ quan quân y này đóng tại khu vực Bergamo, nơi dịch bệnh hoành hành dữ dội và cách Vicenza, địa chỉ của một căn cứ quân sự lớn của Mỹ, chưa đầy có 2 tiếng đồng hồ. Sự hiện diện của các chuyên gia quân y Nga tại một nước NATO, nhất là gần căn cứ không quân Mỹ, gây lo sợ rằng người Nga có thể tận dụng thời gian đó để thu thập thông tin tình báo với mục đích cho an ninh quốc gia Nga. Và ngay sau đó, Đại sứ quán Nga tại Italy đã gửi đến báo La Stampa và lên án nhà báo Jacob về bài viết liên quan đến lô hàng viện trợ chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do Nga gửi đến Ý trước đó. Đây là hình ảnh Đại sứ Nga tại Roma, Sergei Lavrov. Đại sứ Nga tại Roma, Sergei Lavrov, nêu trong lá thư được đăng trên website của tờ La Stampa vào ngày 27 tháng 3 như sau. Nhà báo đó, tức là chỉ Labokini, trích dẫn những nguồn tin chính trị cấp cao đã khẳng định rằng 80% số hàng hóa mà Nga hỗ trợ cho Italia được cho là không cần thiết và vô dụng. Tất nhiên, chúng tôi không biết được nguồn tin mà tác giả đề cập. Chúng tôi tập trung chủ yếu vào những tuyên bố công khai và được biết đến rộng rãi của giới chức Italia. Đại sứ Lavrov cũng chỉ ra Thủ tướng Conte đã gửi lời cảm ơn đến ông Putin về số vật tư y tế Nga ủng hộ. Đồng thời, Ngoại trưởng Italia Maio cũng đã trực tiếp đón các vận tải của Nga và bày tỏ sự biết ơn đối với Nga. Đại sứ Italy tại Moscow cùng nhiều quan chức Italy cũng thể hiện thái độ tương tự. Ông Raslonov đã nói thêm như sau. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà báo cũng không nên định hướng sai lệch cho độc giả liên quan đến phản ứng thực sự của giới chức cấp cao Italia trước động thái của Nga. Còn về tính hữu dụng, hữu ích hay vô dụng của hàng viện trợ, chúng tôi cho rằng cần phải hỏi người dân ở Bergamo, nơi các chuyên viên và thiết bị của chúng tôi bắt đầu làm việc tại đây. Theo đại sứ Nga, nhà báo Labori cần ghi nhận các quân nhân Nga và Italy đang chấp nhận mạo hiểm sức khỏe và sinh mạng khi làm việc tại tuyến đầu phòng chống đại dịch. Đại sứ Lavrov đã kết luận như sau. Đối với luận điểm của các tác giả cho rằng mục đích gửi quân đội Nga đến Italy miễn phí nhằm gây ra tổn hại nào đó trong quan hệ giữa Italia với các nước đối tác NATO, chúng tôi xin trao cho độc giả một cơ hội tự mình đánh giá xem ai là người giúp đỡ nhân dân Italia trong những thời điểm khó khăn và giúp như thế nào. Cùng với Trung Quốc, Nga là một trong những nước quốc gia đầu tiên giúp đỡ Italy khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát mạnh mẽ tại nước này. Chính quyền Nga thông báo viện trợ quân sự cho Ý vào tối thứ Bảy ngày 21 tháng 3 năm 2020 và ngay lập tức quảng bá rộng rãi hành động này trên công luận trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh xe tải mang hàng viện trợ thông điệp như sau, từ nước Nga với tình yêu thương được đưa lên máy bay quân sự ở Moscow. Trong cuộc điện đàm vào ngày 21 tháng 3, Tổng thống Putin đề nghị Thủ tướng Ý Conte giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm phổi từ Vũ Hán. Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga gửi ngay trang thiết bị y tế và bác sĩ đến Italia. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 23 tháng 3 cho biết 9 chiếc máy bay vận tải Isulin IE-76 chở chuyên gia và các thiết bị y tế từ Nga đến hỗ trợ Italia đã hạ cánh tại sân bay quân sự Madeira, cách thủ đô Roma, Ý khoảng 30 km. Hàng tiếp tế được đưa lên máy bay tại căn cứ không quân ở Moscow. Đội hình phía Nga triển khai đến Italy gồm khoảng 100 người thuộc biên chế quân đội, chia làm 8 đội y tế cơ động. Trang thiết bị y tế viện trợ gồm công cụ chuẩn đoán và nhiều xe chở chất khử trùng. Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các xe tải quân sự Nga đưa sang Italia mang thông điệp với dòng chữ từ nước Nga với tình yêu thương. Thông điệp được viết bằng tiếng Nga, tiếng Italy và tiếng Anh, cùng với lá cờ hai nước Nga và Italia được vẽ theo hình trái tim. Và cũng hôm 28 tháng 3 năm 2020, Tổng thống Pháp Macron đã lưu ý nước ông đang giúp đỡ Ý và Roma nên cảnh giác với viện trợ của Bắc Kinh và Moscow. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp Macron. Trả lời phỏng vấn của báo La Repubblica và các báo khác của Ý, Tổng thống Macron nhắc nhở rằng Pháp và Đức đã cung cấp 2 triệu khẩu trang cùng hàng chục ngàn áo bảo hộ cho Ý. Ban đầu, chính quyền Rome chỉ trích Paris
vì từ chối cung cấp khẩu trang và các thiết bị khác để giúp xử lý dịch bệnh. Thay vào đó, ý chuyển sang nhờ cậy Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi châu Âu đoàn kết, không nên hành động ích kỷ và chia rẽ. Về phía Đức, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas vào hôm 26 tháng 3 năm 2020 cho biết các bệnh viện Đức tiếp nhận 50 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, người Ý, nhằm thể hiện sự ủng hộ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Theo cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý Fantini, Thủ tướng Conte đồng ý nhận viện trợ từ Nga, một cường quốc đối trọng với NATO, bởi Liên minh châu Âu để ý đơn độc đối phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Theo đó, việc Nga gửi quân trợ giúp Ý chống dịch bệnh có nhiều lợi ích đối với Điện Kremlin. Một mặt nâng cao hình ảnh chính sách ngoại giao của Nga, đồng thời đánh vào chính sách trừng phạt Nga của châu Âu. Mặt khác, mục tiêu của Nga vẫn là chứng minh rằng Liên hiệp châu Âu và NATO là những khái niệm trừu tượng, viển vông, chứ không phải là những thực tế. Tình yêu thương của Nga dành cho Italia thật là lắm những mưu tính và mưu mô. Nhà cầm quyền Trung Quốc và Nga là hai thể chế độc tài còn lại trên thế giới. Cả hai nước đứng đầu, những người lãnh đạo đứng đầu hiện nay là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đều đã thay đổi hiến pháp để nắm quyền lực trọn đời. Họ cũng liên tục nhận được các cáo buộc che giấu đại dịch và để lây lan ra toàn cầu, dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn người dân vô tội trên khắp thế giới. Toan tính của những kẻ độc tài đều ẩn chứa những mối nguy tiềm năng, đôi khi phải trả bằng máu của những người dân trong tương lai. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.